Dạ thưa sư, nếu chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung bị đọa địa ngục để xử tội, vậy tại sao khi qua kiếp sống mới lại phải tiếp tục chịu nhân quả do việc làm ác của kiếp trước? Con cảm ơn sư. Thưa với quý vị, cái chuyện mà mình sanh về cõi người mà mình còn chịu ác quả năm xưa, nó gọi là cái nghiệp nó muội lược, tức là cái nghiệp mà khi mà nó giống như một cái ngọn lửa, khi mà nó còn đang cháy là mình ở địa ngục, mà khi mà cái lửa mà nó tắt rồi đó, nó còn hơi ấm ấm ấy, nó còn hơi ấm ấm ấy, thì là mình gọi là muội lược, là khi đó đó mình đi về cõi người nhưng mà nó vẫn còn hơi ấm thì mình mới chịu cái tiếp tục chịu cái ác quả đó. Cho nên là cái chuyện mà mình chịu các ác nghiệp bây giờ, chịu các ác quả bây giờ, là cái nghiệp đó nó đã nhẹ lắm rồi nha, nhẹ lắm rồi, nó chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Nhưng một chút xíu đó có thể kéo dài cả trăm kiếp, cả ngàn kiếp, cả trăm ngàn kiếp nha, tức là muội lược nó hơi bị lâu á. Nhưng mà trước đó khi mà nó còn nóng hôi hổi á, là mình ở dưới địa ngục, cho nên cái này không có chuyện gì lạ hết trơn ha. Không biết đại đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không. Kính thưa đức hành tại, kính thưa quý vị, những câu hỏi này nó cũng khá đơn giản, đức hành tại trả lời cũng rất đầy đủ rồi. Dạ, xin lướt qua câu hỏi này.